Úp móng là một cái dịch vụ mà khách hàng rất là ưa chuộng vì là cái thời gian của nó làm rất là nhanh và úp móng làm sao cho bền, không bị tràn keo, thiếu keo hay là bị bọt khí, thì đó là cái phần mà Thảo sẽ chia sẻ mọi người trong video ngày hôm nay nhá. Xin chào tất cả mọi người, mình là Nghi Thảo đây. Hôm nay chúng ta sẽ cùng thực hiện úp móng nhé, làm sao cho nó chuẩn form này, bền này, không bị thiếu keo hay là tràn keo hay là bị bọt khí này. Thì trước hết là ở đây chúng ta sẽ nhặt ra sạch, xong đó thì chúng ta sẽ nhám đi nhé. Mình sẽ nhám bằng mặt sần trước, sau đó thì chúng ta sẽ nhám mịn lại sau. Rồi, sau mình sẽ phao mịn lại nhá. Thế là có nhiều ý kiến mọi người thấy rằng là có thể là mọi người bảo là nhám sần thì nó bền hơn đấy, hay là tưởng nhám sần thì bền hơn chứ. Thì thật ra thì khi mà nhám sần thì mọi người làm cũng được thôi, nhưng mà Thảo thấy cái diện tích tiếp xúc của keo xuống cái bề mặt móng ấy nó sẽ bị hạn chế so với việc mà chúng ta sẽ nhám mịn đi, nên là chúng ta vẫn nên nhám mịn đi nhá. Sau đó thì mình sẽ phủi đi này. Rồi, phủi đi xong nhá. Phủi xong thì chúng ta sẽ bắt đầu úp móng nhá. Mình sẽ sử dụng dòng keo chính hãng của 401 nhá, vì 401 cũng có nhiều dòng hàng nhái đấy ạ. Dốc móng xuống này, mình sẽ đổ keo vào phần bằng khoảng 1/3 móng thật nhá. Đó, mình sẽ đặt từ cách chân một sợi tóc, xong rồi mình đặt chân nó khít rồi mình mới đẩy lên này. Đó, nó sẽ không bị lộ bọt khí. Còn tiếp theo mọi người sẽ quan sát kỹ hơn nhé. Về phần móng này thì chúng ta sẽ chọn trước, chúng ta sẽ rũa cho nó bằng trước, hoặc là bằng luôn là cái tốt, chuẩn form luôn là cái tốt. Này, cho khoảng 1/3 phần keo soi móng thật này, đẩy một chút để chân nó chắc này. Sau đó mình sẽ đẩy lên. Sau khi cái chân nó đã lan hết keo rồi thì mình sẽ đẩy thẳng lên nhá. Đẩy thì mình muốn móng bền, mẹo để làm móng bền được thì mình phải dùng lực một chút, chứ không phải đẩy nhẹ lên cho thật nhiều keo xong đẩy nhẹ lên đâu, mà cho vừa đủ keo, sau đó mình sẽ dùng lực để mình đẩy thật mạnh cái móng lên một chút. Tức là không phải mạnh quá nhé, dễ làm đau khách, nhưng mà mình đẩy mạnh một chút này. Đó, mình giữ lâu hơn một chút này. Sau đó thì mới bỏ ra nhé, mình không bỏ ra ngay đâu ạ. Khi mà ví dụ có tràn một xíu keo khi mà mình làm, trường hợp này sẽ xảy ra, thì mình dùng tay hoặc là cái giấy lau gel khô để lau đi nhá. Không có thấm giấy lau gel vào cồn, mà khi lau như vậy thì nó sẽ bị trắng luôn cái phần keo ra, thì nó sẽ lộ luôn. Đẩy này. Rồi, mình sẽ ấn sâu hơn một chút này, ấn mạnh tay hơn. Đó, mình nhớ là sẽ để cách trên móng một sợi tóc nha, và lựa chọn cỡ móng phù hợp, nếu như nhỏ quá nó sẽ bị bóp móng, nó sẽ bị đau. Còn riêng được ngón cái này chúng ta sẽ rũa phần này đi nhá. Chúng ta sẽ rũa cái phần chân đi cho nó bằng. Rồi. Đó, mình hất đi cho nó không bị bị cái lem ở phần này nhá. Tại vì là cái phần móng, tất cả các móng của móng cái nó sẽ chân nó vẫn tròn, nhưng mà cái móng cái của tay thật thì nó sẽ hơi thẳng hơn, mình phải rũa bằng đi. Rũa bằng xong thì mình sẽ nhám để cái phần này thấp xuống nhá. Tức là móng úp nó thiết kế là phần chân nó sẽ mỏng hơn, cái phần kia dày hơn, nhưng mà mình rũa mất phần mỏng đi rồi thì mình phải làm mỏng ngược lại, mọi người hiểu không ạ? Rồi. Rồi. Khi ok mọi người ướm đã ok thì chúng ta sẽ úp nha. Mọi người nhớ cái tip, cái mẹo là mình nên cho lượng keo bằng 1/3 móng thật, và chúng ta sẽ dùng lực mạnh hơn để mà chúng ta làm nhá. Đặt này. Rồi. Mình giữ lâu hơn một chút nha, từ 5 đến 7 giây. Như vậy chúng ta đã hoàn thành rồi đấy ạ. Bình thường thì mình sẽ dùng cái kìm bấm móng giả như thế này để bấm, nhưng mà ngày mai Thảo muốn để full móng, để cho nó được form đẹp, thì chúng ta chỉ cần rũa đi một chút thôi. Tức là về cái form này, cái móng úp ngày mai Thảo dùng có thể khác video khác, mọi người nhận ra không ạ? Không phải là móng đục bình thường, mà Thảo dùng cái loại móng mà nó là cái phần móng nhám á mọi người. Móng màu nước gạo mà đã nhám sẵn rồi. Thật ra thì mình tí nữa thì mình cái nhám này á, cái móng nhám thì mình không phải nhám lại nữa, thì chúng ta có thể không nhám mà mình làm lên sơn lên nhá. Nhưng mà theo Thảo cẩn thận thì Thảo vẫn hay nhám mịn đi một chút, tại vì nhám mịn nó cũng mất bao nhiêu thời gian đâu, có khi chỉ 1 phút là xong thôi, thì nó sẽ làm cho mình mặt nhịn và nó được mịn hơn.
mình cầm chắc tay khách nhé và giũ hai bên thì chỉ cần giũ một chút thôi. Tại vì móng úp tại sao nó nhanh ạ? Tại vì nó đã cầu móng sẵn này, form móng chuẩn sẵn này. Đương nhiên là form móng úp chuẩn không có nghĩa là mình làm nó sẽ được chuẩn luôn, vì mình vẫn phải giũ cơ. Nên là mọi người cũng phải chú ý bước giũ form chuẩn nhá. Giữ chặt tay khách để mình giũ này. Rồi. Rồi nhá, đã giũ xong này. Mọi người quan sát form của nó này. Đó, bây giờ mình là hoàn thành nốt ngón cái là xong này. Rất là nhanh đúng không ạ? Mình làm rất là nhanh, tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên thì móng úp này đấy là cái ưu điểm của nó thôi, còn về cái nhược điểm của nó không bằng đắp bột và đắp treo thì ở có một cái video Thảo đã có nói rất là tỉ mỉ chi tiết với mọi người rồi đấy ạ. Rồi mình rửa xong này. Sau đó thì chúng ta sẽ phao đi nhá. Phao mịn đi, phao mịn thôi mọi người nhá, không cần phao giáp với phao mịn đâu ạ. Rồi khi theo dõi video mọi người thấy cảm thấy là video hữu ích thì mọi người hãy bình luận xuống phía bên dưới để cho Thảo biết nha, để lần sau Thảo có nhiều động lực hơn. Và nếu có thể thì mọi người hãy like và share video này giúp Thảo nha. Phao mịn đi xong, mình phủi đi một cái là bây giờ mình có thể sơn lên rồi. Đó, đây là cách úp móng mà rất là bền, với cái mẹo mà Thảo có nhấn mạnh ở trong phần giữa video đấy ạ. Ở cái phần trên tay Thảo cũng là móng úp, mà trên ngón cái cũng là móng úp đấy ạ. Bàn tay trái mà Thảo đang cầm tay mẫu đó, cũng là móng úp luôn. Như vậy là mình cùng xem lại sản phẩm này. Đó, về form này. Rồi, mình đã hoàn thành rồi nhá. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe đoạn chia sẻ của Thảo trong video vừa rồi. Hãy ấn vào nút subscribe, nút đăng ký ở phía bên dưới màn hình để nhận được video của Thảo sớm nhất. Hãy đăng ký nó ngay bây giờ, ấn vào nút hình quả chuông để lần sau khi Thảo phát sóng, bạn sẽ nhận được video của Thảo sớm hơn những người khác. Nghi Thảo xin chào các bạn và xin cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh của Nghi Thảo.